Đào. Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người lại quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay Car Center số 9 có Văn Cử, Long Biên, Hà Nội có một mẫu xe đến từ thương hiệu Lexus nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản, hiện đang ở trước mặt quý anh chị và các bạn đây, một mẫu Lexus RX 300 sản xuất 2021, model 2022. Chiếc xe này ở Car Center lăn bánh được hơn 50.000 km, khoảng hơn 3 vạn mai và hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 2 tỷ 830 triệu đồng. Một mức giá nó cũng tương đối là hợp lý. Và để mà mua một chiếc xe mới thì chúng ta sẽ cần phải bỏ ra khoảng độ 4 tỷ đồng. Thì chiếc xe này sau vòng hơn 2 năm sử dụng chúng ta sẽ tiết kiệm được gần như một nửa rồi. Đấy, nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì nhấc máy gọi ngay đến hotline Car Center nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua tổng quan ngoại thất và nội thất của xe. Mặt ca lăng, hình con suốt này, logo này. Chúng ta có thể để ý mặt ca lăng cũng như là cái phần đèn nó, bây giờ nó trông nó đã khôn hơn so với cái phiên bản trước rồi. Và đa phần chúng ta có thể nhìn thấy hình dáng của những cái chữ L Lexus ở mọi chi tiết trên cái mẫu xe này, từ cái phần chữ L ngược trên cái phần đèn xe này. Đấy, những cái chi tiết hốc này, những cái chi tiết logo này. Đấy, rất là nhiều luôn. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy L luôn. Vành mâm lốp theo xe, quý anh chị và các bạn nhé. Theo xe từ đầu, bộ mâm và bộ lốp nhìn nó tương đối là thể thao. Mâm la răng 20 inch, quý anh chị và các bạn ạ. Cụm logo thì nó cũng kèm luôn cả radar. Đấy, xe có rất nhiều option tính năng hiện đại, cảm biến quanh xe, cam lùi thôi. RX 300 thì chúng ta chưa có cam 360, quý anh chị và các bạn nhé. RX 350 thì chúng ta sẽ có cam 360. Đây, sang đến phần đuôi xe thì chúng ta lại thấy phần đèn LED đây, chủ đạo là những hình chữ L ngược đan vào nhau. Xếp rất là gọn gàng từ to đến nhỏ. Giải đèn xi nhan cũng là chạy theo hình chữ L ngược luôn. Cốp điện đóng mở rất là đơn giản và dễ dàng. Vì là một chiếc crossover gầm cao 5 chỗ nên là chúng ta sẽ có một cái không gian để đồ nó tương đối là rộng rãi và thoải mái. Còn về chất lượng xe thì như quý anh chị và các bạn đang xem đây, Car Center thì cam kết bằng văn bản hợp đồng cho mình về chất lượng xe đầy đủ các hạng mục như là xe không có đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước. Máy móc, động cơ, hộp số đều là nguyên bản, quý anh chị và các bạn nhé. Xe không có phạt nguội, hồ sơ pháp lý an toàn bảo đảm. Mọi chi tiết nhựa theo xe này, những cái chi tiết cao su nó vẫn còn rất là mới. Cốp chúng ta chỉ cần bấm nhẹ cái là được thôi. Thiết kế phải nói là tương đối là bền dáng, đến ngay cả đời mới bây giờ nó cũng không thay đổi quá nhiều về phần form dáng, quý anh chị và các bạn ạ. Nó vẫn thuôn thuôn như thế này. Đấy, một số chi tiết thì nó cập nhật thêm. Về phần nội thất, chúng ta khi mà mở cánh cửa bước vào thôi, chúng ta sẽ cảm nhận được Lexus lúc nào nó có một cái mùi hương nội thất nó tương đối là đặc trưng. Signature đấy, nó tương đối là đặc trưng, riêng biệt. Và sau vài năm sử dụng nó vẫn để lại cái mùi hương như vậy. Đó là một trong những cái điểm cộng rất lớn và một cái điểm khá là độc đáo trên những cái dòng xe Lexus. Hàng ghế sau thì chúng ta có hai rèm che nắng ốp vân gỗ rất là cao cấp, đi cùng chất liệu da cũng rất là cao cấp luôn. Chất liệu da của Lexus thì cũng được đánh giá là một trong những cái chất liệu nội thất nó tương đối là bền và đẹp. Đấy, và màu nội thất của chiếc xe này là màu nâu da bò, một trong những cái màu nội thất cá nhân em đánh giá là hợp nhất trên những cái dòng xe Lexus. Nó kết hợp với những cái chi tiết nội thất, nó vừa tạo điểm nhấn, nó vừa đem lại cái sự hài hòa, cái cảm giác sang trọng. Nói chung là nội thất da bò cá nhân em đánh giá là một cái gì đấy nó rất là đỉnh và hợp với cả Lexus. Đấy, từ những cái chi tiết cửa này, những cái chi tiết open gỗ, những cái phím bấm nó rất là ăn khớp với nhau. Mọi chi tiết màu sắc nó đều là hòa là một khối, nó tạo cho nhau cái điểm nhấn. Vô lăng thì chúng ta kết hợp giữa da và open gỗ. Đấy, chất liệu cũng rất là cao cấp. Đây, nhìn chúng ta nhìn nhá, sử dụng sau một khoảng thời gian sử dụng đôi năm, 2 năm, 3 năm thì mọi chi tiết như là cần số, vô lăng vẫn còn rất là mới, vẫn còn nguyên như là mới từ hãng ra. Thì có thể thấy là Lexus tạo ra một cái mẫu xe sang mà phải gọi là cái chất lượng
được đánh giá là bền bỉ nhất trong phân khúc. Phải khẳng định luôn là bền bỉ nhất trong phân khúc. Mọi chi tiết, phanh tay điện tử, auto hold, màn hình theo xe, đồng hồ hiển thị ở giữa này. Đấy, mọi chi tiết nó rất là ăn khớp với nhau. Có cửa sổ trời quý anh chị và các bạn nhé. Nói chung là đầy đủ, cũng không thiếu gì cả. Hơn rất là nhiều các cái mẫu xe phổ thông rồi. So với những mẫu xe sang thì cũng không thừa, nhưng mà thiếu thì cũng chả thiếu gì. Tương đối là đầy đủ. Và khoang động cơ của một chiếc Lexus RX 300 thì nó tương đối là kín, sắp xếp nó khá là gọn gàng. Đấy, và phải nói là có hơi một chút, vẫn là có cái tính thực dụng của xe Nhật. Mọi chi tiết chúng ta nhìn nó vừa gọn, nó gọn nhưng mà nó vừa thôi. Đấy, nó sắp xếp nó rất là hợp lý. Những cái khoảng không, khoảng trống này nó không có quá nhiều. Mọi chi tiết nó đều có cái sự sắp xếp, nó đều có lý do của nó cả. Đấy, nó đều phối kết hợp với nhau. Không một chi tiết nào là thừa mà cũng không một chi tiết nào là thiếu. Đấy, quý anh chị và các bạn có thể cân nhắc nhá. 4 tỷ để mua xe mới hoặc là chỉ đến 2 tỷ 8 thôi. 2 tỷ 830 triệu đồng để sở hữu một chiếc RX 300 sản xuất 2021. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Ngoài mẫu xe này ra thì bên em vẫn còn rất nhiều các cái mẫu xe khác đầy đủ từ phân khúc từ thấp đến cao cho quý anh chị và các bạn lựa chọn, và có hỗ trợ trả góp ngân hàng tối đa lên đến 70% trong vòng 5 năm. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.